Cô gái này vừa mới đặt bút ký tên vào hợp đồng tự bán thân, tên của cô là Chi Xe. Nhưng Chi Xe không phải ham mê giàu sang hay tìm anh em nương tựa mà là vì cô ấy đã không còn nơi nào để đi. Sau đó Chi Xe được đưa đến một phòng đấu giá đặc biệt chuyên mua bán những sinh vật chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Thấy Chi Xe xuất hiện trên sàn đấu giá, một người đàn ông to lớn đã mua cô ấy với mức giá 5 củ tương đương với một rách. Anh ta vén chiếc khăn trên đầu để lộ gương mặt xương sở của mình và tuyên bố từ nay Chi Xe sẽ là đệ tử của mình. Có vẻ như thân phận của anh ta cũng không phải dạng vừa nên nhân viên ở đây đều phải nể mặt. Người đàn ông là một pháp sư tên là Elias. Elias tiết lộ lý do anh mua chiếc xe là vì cô có đôi mắt thấu thị có thể nhìn thấy những sự kiện siêu nhiên mà người bình thường không thể thấy được. Nhưng đối với Chi xe thì nó chính là lời nguyền khiến cô bị mọi người xa lánh. Sau đó Elias bắt đầu sử dụng phép thuật dịch chuyển đưa em đồ đệ mới mua về nhà của mình. Nơi đây phong cảnh tươi đẹp chim hót hoa nở là một vùng quê hẻo lánh ở ngoại ô nước Anh. Elias đã làm chiếc vòng cổ của chi xe biến mất như muốn nói rằng ở đây cô là người tự do chứ không phải một món hàng. Tiếp theo Elias còn tiện tay giúp em đồ đệ cởi quần áo đi tắm cho sạch nữa chứ. Sư phụ à anh hơi bị ẩu rồi đó. Trong lúc chi xe đang ngâm mình thì từ cửa sổ một đám tinh yêu tinh bay vào trong phòng kết bạn với cô và còn gọi cô bằng cái tên Sly Becky. Bọn họ còn nói nếu chi xe muốn trở thành một phù thủy thì bọn họ sẽ giúp đỡ hết mình. Tắm xong chi xe ngồi vào bàn ăn, trong nhà còn có một em hầu gái tên là siêu Khi nấu ăn cứ phải gọi là hết nước chấm lúc này elias mới giải thích lý do các yêu tinh gọi chi xe là slibeghi đó là bởi vì chi xe sở hữu sức mạnh giống như ong chúa có khả năng thu hút và nắm giữ nhiều thứ đặc biệt là yêu tinh và những thứ quái dị dù nhìn thấy hay không thì bọn chúng vẫn bu lấy chi xe tương tự như ong thợ vây quanh ong chúa điều đó mang đến cả may mắn lẫn tai ương cho ong chúa nói chung nếu biết tận dụng sức mạnh thì chi xe sẽ rất bá Elias đã chốt được kèo thơm chỉ với một rách Anh còn tặng cho chi xe một viên đá phép được hình thành trong tự nhiên nó sẽ bảo vệ cô những lúc nguy hiểm Căn phòng của chi xe đã được dọn dẹp sạch sẽ Nằm trên cái đệm kim đan êm quá nên cô đã ngủ thiếp đi Đang ngủ say thì bị đám yêu tinh bên ngoài cửa sổ đánh thức và nói rằng đi dạo buổi tối sẽ ngủ ngon hơn Chi xe kiểu tức thiệt chớ Mấy em yêu tinh này báo quá báo luôn không thấy người ta đang ngủ sao Cơ mà chi xe đã lỡ dậy rồi dù sao cũng đã mất ngủ nên đành vào rừng chơi cùng tụi nó bất ngờ sắc mặt của yêu tinh chợt thay đổi. Nó nói với Chi Xe nếu đã đặt chân đến vùng đất của bọn chúng thì cô không cần phải trở về nữa. Những cánh tay đột nhiên xuất hiện giữ chặt lấy cơ thể của Chi Xe không cho cô rời khỏi khu rừng yêu tinh. Nhưng một bàn tay đã đặt lên vai của Chi Xe lúc này Elias đã xuất hiện. Anh đã phát hiện vị trí của Chi Xe nhờ vào sợi dây truyền đá phép. Thì ra Elias đã sớm biết chuyện nhưng anh muốn Chi Xe nhận ra bài học đừng tin tưởng vào những lời rũ rỗ của yêu tinh. Sau đó Elias lập tức bế em đồ đệ về nhà. Nếu mà ngoan em sẽ bị thương nhưng nếu mà hư thì em sẽ được phạt. Elias còn thú nhận với Chi Xe rằng ngoài ngoài lý do cần đồ đệ thì anh còn mua cô về để làm cô dâu của mình nữa. Anh ăn gì mà không thế mua một được hai luôn. Ngày hôm sau khi Chi Xe tỉnh lại thì hầu gái Siêu Kỳ đã đứng đợi sẵn ở cửa để đưa cho cô bộ quần áo mới. Trong nhà Siêu Kỳ vừa là giúp việc vừa là quản gia, quần áo của Chi Xe cũng là do cô ấy tự tay thiết kế, chăm lo cho mọi người từ bữa cơm đến giấc ngủ. Thấy Chi Xe ngủ suốt hai ngày nên Siêu Kỳ đã chuẩn bị một bữa sáng đầy đủ dinh dưỡng. Ăn xong Elias bắt đầu bàn chuyện đi trăng mật, tem tém lại anh ơi còn chưa cưới con gái người ta mà. Khi ra đường Elias đã ngụy trang bằng khuôn mặt con người cơ mà chi xe lại nói trông nó cứ giả tạo thế nào ấy. Elias dẫn chi xe đến một tiệm sách ngoài thì bán sách tuy nhiên bên trong lại là một cửa hàng chuyên cung cấp đồ chơi pháp thuật cho các pháp sư. Hơn nữa bà chủ cửa hàng này còn là bạn của Elias. Sau khi biết thanh niên này mua đồ đệ bằng tiền lại còn lột quần áo, con gái nhà người ta ép cưới bà chủ lập tức đi đường quyền đúng là cái tên biến thái mà. Bà chủ tên thật là Angelica, là một trong những pháp sư chế tạo pháp khí siêu hiếm sắp có nguy cơ bị tuyệt chủng trong tương lai. Angelica sống cùng chồng và một cô con gái, con gái cô tuy tính nóng như binh chi linh nhưng lại có tố chất và thiên phú trở thành pháp sư. Trong thế giới này pháp thuật và ma thuật là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ma thuật bao gồm cả khoa học còn pháp thuật là mượn sức mạnh từ yêu tinh và tinh linh. Để sử dụng pháp thuật các pháp sư phải học hỏi rất nhiều, nếu không cẩn thận thì sẽ phải trả giá. Angelica bắt đầu thi triển pháp thuật triệu hồi sử ma của mình. Nó tên là Hugo, thuộc giống loài thủy yêu cổ xưa Vodianoi. Sau đó Angelica đưa cho Chi Xe một viên đá pha lê và bảo Chi Xe hãy sử dụng pháp thuật để biến nó thành thứ mà cô ấy muốn. Quá trình giao thoa diễn ra vô cùng nhanh chóng khiến Angelica cũng phải bất ngờ, tâm trí của Chi Xe được đưa đến một rừng hoa tươi đẹp rực rỡ sắc màu. Khi tỉnh lại Chi Xe mới phát hiện mình đã thành công tạo ra những bông hoa trong tưởng tượng. Chứng kiến điều này, Angelica đã biết profile của Chi Xe phải thuộc hàng khủng. Elias chỉ đành nói thật thân phận của cô ấy là ông chúa. Anh không muốn tiết lộ với ai vì càng ít người biết thì càng tốt. Anh Pháp Sư đúng là may mắn mà, chỉ tốn năm củ đã kiếm được cô vợ quá chất lượng. Ở trong cửa tiệm của Angelica, Chi Xe đã mua được những pháp khí cần thiết trong quá trình học tập trở thành một Pháp Sư. Sau khi tạm biệt mẹ con Angelica hai người đã mua vé tàu rời thành phố để trở lại ngôi nhà của mình ở vùng ngoại ô. Dưới tán cây hai người cùng nhau dạo bước trên con đường mòn. Elias hỏi Chi Xe bố mẹ của cô ở đâu, vì sao lại thành Batman à nhầm thành trẻ mồ côi. Chi Xe trả lời rằng cô không biết bố mình đang ở đâu còn mẹ của cô đã mất từ nhiều năm về trước. Đối với cô mọi chuyện đều đã là quá khứ. Hai người vừa mới về đến nhà đã chạm mặt một vị cha xứ đến từ nhà thờ, tên là Simon và cũng là một trong số ít người quen của Elias. Simon phải đứng ngoài cửa đợi bọn họ hơn 2 tiếng đồng hồ lý do là vì hầu gái Silky không thích cha nội này nên không cho vào nhà. Anh ta còn gạ chi xe nếu cô bị Elias bắt nạt thì cứ đến nhà thờ nuôi cơm bao no luôn. Trong suốt mấy thập kỷ, Elias luôn im hơi lặng tiếng nhưng bây giờ lại đột nhiên tuyên bố nhận để tử nên nhà thờ đã cử Simon đến để tìm hiểu. Lúc sau Simon còn xin Suki mấy cái bánh ngọt, đến đã không tặng quà khi về còn đòi bánh ảo thật đấy. Bây giờ thì tôi đã hiểu lý do vì sao Suki lại ghét cha nội này. Ngày hôm sau, Elias dẫn chi xe đến một hòn đảo núi lửa ở Bắc Băng Dương để điều tra về sự trở lại của lũ rồng thì chi xe bất ngờ bị một con rồng bắt cắp. Trên lưng con rồng là một thanh niên tóc vàng đối phương đã đưa chi xe đến vương quốc rồng chính là nơi cư ngụ cuối cùng của loài rồng trên trái đất chỉ có ở đây bọn chúng mới được an toàn thanh niên bảo con rồng thả chi xe ra nhưng nó lại ném con nhỏ xuống sông rồng gì mà cục xúc thiệt chớ sau khi lên bờ chi xe nhanh chóng phát hiện trước mặt mình là một con rồng khổng lồ có thể thấy bản thân nó đã sống qua rất nhiều năm tháng thanh niên tiết lộ con rồng này thuộc chi yêu là cha mẹ của rừng xanh sau khi chết thân xác của nó sẽ phân hủy làm cho cây cối xung quanh đâm chồi nảy lộc lúc này cái bóng ở dưới chân của chi xe đột nhiên cử động rồi bắt đầu biến thành một bóng người hóa ra elias vẫn luôn ở bên cạnh bảo vệ cô ấy thấy vợ bị lạnh elias lập tức bế chi xe lên rồi sử dụng pháp thuật sưởi ấm khiến toàn bộ nước trên quần áo của cô bị bốc hơi trong một nốt nhạc thanh niên tóc vàng tên là lindel một pháp sư có nhiệm vụ bảo vệ loài rồng bề ngoài nhìn vậy thôi chứ thật ra anh ấy còn già hơn cả elias nữa elias và lindel có chuyện cần bàn với nhau nên lindel đã nhờ chi xe chăm sóc cho lũ rồng trong lúc anh ấy đi vắng Vậy là bọn nhỏ bắt đầu bu lấy chi xe bắt cô phải chơi cùng với chúng nó. Chơi mệt rồi tất cả lại nằm nghỉ bên cạnh rồng khổng lồ, những con rồng ở đây đều gọi ông ấy là Nevin, không ai biết Nevin đã sống bao nhiêu năm. Chúng chỉ biết Nevin sắp hóa thành cây cối và tất cả những con rồng thuộc chi yêu cũng đều kết thúc như vậy, trở thành cây cỏ hòa mình làm một với thiên nhiên để nuôi dưỡng hậu duệ đời sau. Loài rồng không giống như con người, loài rồng không sợ hãi cái chết vì bọn chúng không có tiếc nuối ngay từ đầu bọn chúng luôn ý thức được cái chết là điều không thể tránh khỏi và cuộc sống đó sẽ được truyền lại cho thế hệ con cháu sau này khi biết được loài rồng có thể kết thúc một cách bình yên như vậy trong lòng của chi xe thậm chí còn cảm thấy hơi ghen tị mặc dù hiện tại nevin đã không bay được nữa nhưng nó vẫn muốn để cho chi xe cảm nhận được niềm vui thật sự khi loài rồng bay lượn trên bầu trời khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi trước mặt chi xe chính là bầu trời hoàng hôn tuyệt đẹp khi mặt trời sắp lặn dưới ánh nắng chiều nó đã kết thúc vòng quay của mình và nevin cũng như vậy Nevin là con rồng cổ cuối cùng trong giống loài của nó. đeo cảnh báo tuy rằng Sleebeggy nắm giữ pháp lực vô cùng vô tận nhưng đôi khi nó cũng sẽ làm tổn thương chính họ. Trên thế giới này có rất nhiều kẻ thèm muốn sức mạnh của Sleebeggy. Thân phận của chi xe cần phải được giữ bí mật nếu không thì cô ấy và những người bên cạnh sẽ gặp nguy hiểm. Khi chi xe mở mắt ra thì Nevin đã xanh cỏ, xác của nó bắt đầu đâm chồi nảy lộc chỉ trong thời gian ngắn đã biến thành một cái cây cổ thụ khổng lồ. Rất hiếm người có thể chứng kiến thời khắc cuối cùng của một con rồng. Linda nói với chi xe cô không cần phải quá đau buồn bởi vì loại rồng luôn thản nhiên đó nhận việc sẽ trở thành nguồn sống cho những sinh vật khác. Sinh lão bệnh tử chính là quy luật tự nhiên. Chi xe đột nhiên cảm thấy chóng mặt do chuyến bay, cô đã tiêu tốn quá nhiều pháp lực cơ thể không chịu được nên mới bị ngất. Khi chi xe tỉnh lại thì hai người đã ở trên tàu, cô còn gối đầu lên đùi anh pháp sư đánh một giấc ngon lành. Lần này Elias muốn đi gặp một người bạn, chi xe phát hiện nhân viên soát vé là quái vật thì ra chuyến tàu này vốn không dành cho con người một con mèo xuất hiện và nói đức vua của bọn chúng đang đợi hai người ở Utha. Sau đó đoàn tàu dừng lại ở một vùng quê rộng lớn. Trên đường chi xe nhìn thấy rất nhiều mèo đó là lý do vì sao nơi này lại được gọi là vương quốc mèo. Một con mèo sứ giả bất ngờ nhảy lên người chi xe nhưng nó lập tức bị Elias túm cổ lôi lại, dù là mèo cũng không được động vào vợ của anh. Tình cờ đi qua một cô gái tóc vàng, chi xe có cảm giác cô gái đó vừa nhìn mình với ánh mắt rất kỳ lạ. Rất nhanh hai người đã được gặp mặt vua mèo Molly. Molly rất tò mò khi thấy chi xe có thể sống chung với một tên lập dị như Elias. Đang nói chuyện thì một bé gái đột nhiên xuất hiện làm mọi người phải ra cái vẻ là một cô gái và một lũ mèo rất chi là bình thường. Cô bé này chính là chủ nhân của Molly. Những sinh vật huyền bí không muốn bại lộ trước con người nên chúng luôn giữ kín bí mật về thân phận của mình. Theo lời kể của Molly, trước đây từng có một kẻ chuyên tàn sát loài mèo trong thị trấn nên hắn đã bị vua mèo tiền nhiệm tiêu diệt và ăn tươi nuốt sống nhưng linh hồn của hắn không thể bị thanh tẩy và sau này nó đã trở thành một thứ uế vật cực kỳ nguy hiểm đối với các sinh vật sống trong vùng đất này. Đột nhiên chi xe bị một thứ gì đó làm cho hoa mắt rồi bất ngờ bị cô gái tóc vàng lúc trước đẩy xuống hồ nước có uế vật. Sau đó chi xe đã thấy được hình ảnh một đôi vợ chồng trẻ vô cùng yêu nhau. Mặc dù người vợ bị bệnh nặng chỉ có thể nằm trên giường nhưng người chồng vẫn luôn lạc quan mỗi ngày đều hái hoa tặng cho vợ của mình, cầu mong cô ấy mau chóng khỏi bệnh. Rất nhanh ảo cảnh đã tan biến thành bọt nước. Lúc này người vợ xuất hiện trước mặt Chi Xe và nói rằng uế vật bị nguyền rủa chính là chồng của cô. Cô ấy cầu xin Chi Xe hãy giải thoát cho linh hồn của vợ chồng bọn họ. Khi Chi Xe tỉnh lại cũng là lúc Elias đã cứu cô lên bờ, cô nhớ lại những lời mà người vợ đã nói với mình. Lần này vua mèo mời hai người đến đây là muốn nhờ bọn họ thanh tẩy uế vật, nếu thứ đó tiếp tục phát triển thì nó sẽ cực kỳ nguy hiểm. Cuối cùng Chi Xe quyết định sẽ tự tay thanh tẩy uế vật, loài mèo sẽ lo việc không cho bất cứ ai lại gần nơi này. Buổi tối mọi người đốt lưu trầm có tác dụng trừ tà, dùng cành kim tước thay thế đủ phép vì bọn họ không có thời gian chuẩn bị đồ nghề đầy đủ. Lý do Elias không đảm nhận công việc thanh tẩy là bởi vì anh không giỏi về khoản bùa chú, bản chất của anh chỉ là một cái bóng mà thôi. Elias động viên chi xe các sinh vật trong khu rừng sẽ dẫn lối cho cô. Lúc này cơn gió đã bắt đầu nổi lên trong màn đêm hoang vắng. Trên tay chi xe cầm lưu trầm và cành kim tước từ từ tiến gần về phía ế vật bị miền rùa. Chi xe nhớ lại người vợ đã từng nói nếu muốn linh hồn vợ chồng bọn họ được an nghỉ thì chỉ còn cách tiêu diệt ế vật nàng ngờ chi xe lại bị cô gái tóc vàng lúc trước cầm dao khống chế. đi cùng cô gái tóc vàng là sư phụ của cô ta, người này là thuật sĩ Mikhail. Mikhail tiết lộ Elias đã cố tình che giấu sự thật về Sli becky để so sánh cho dễ hiểu thì Sli becky giống như một viên bảo thạch có khả năng cung cấp pháp lực vô tận nhưng cũng cực kỳ mỏng manh dễ vỡ. nó sẽ lặp đi lặp lại quá trình hấp thu và sản sinh pháp lực cho đến khi nào cơ thể không chịu được nữa. Tuy nhiên Chi Xe không hề quan tâm đến chuyện này cô ấy đã lợi dụng cơ hội thoát khỏi mi khai và cô gái tóc vàng. Dù có dối trá đi nữa thì Elias vẫn là người duy nhất coi Chi Xe là người nhà. Vậy nên trừ khi Elias chủ động buông tay còn không thì cô ấy vẫn sẽ mãi mãi là đồ đệ và cô dâu của Elias. Sau đó mê nhà ta còn liếm vết thương trên cổ cho vợ quang cơm chó vào mặt em yêu tinh đúng là tức quá mà. Lúc này Chi Xe tiếp tục quá trình thay tẩy uế vật bị nguyền rùa dưới sự bảo vệ của Elias. Ảo cảnh xuất hiện cô ấy lập tức được đưa đến một quán rượu. Lúc này người chồng đang mời một vị thuật sĩ trong quán rượu về nhà để khám bệnh cho vợ của mình. Thuật sĩ nhìn hiền lành và nói chuyện cũng rất lịch sự nhưng nụ cười trên gương mặt của cậu ta lại làm cho chi xe cảm thấy rùng rợn. Sau khi khám bệnh cho người vợ, thuật sĩ đã nói với người chồng rằng vợ của anh không còn sống được bao lâu nữa. Tuy nhiên loài mèo có đến 9 cái mạng, nếu như dùng tim của chúng để làm thuốc dẫn thì chắc chắn vợ của anh sẽ mau chóng khỏi bệnh. Quả nhiên một thời gian sau người vợ đã khỏi bệnh có thể xuống giường đi lại như người bình thường. Một ngày nọ người vợ muốn tìm chồng của mình nên cô ấy đã đi tới căn nhà gỗ ở sâu trong rừng, đó chính là nơi mà người chồng điều chế thuốc mỗi ngày. Lúc đó cô ấy đã phát hiện ra một sự thật kinh hoàng, người chồng hiền lành đã tàn nhẫn sát hại vô số con mèo để lấy tim của chúng làm thuốc chữa bệnh cho vợ. Để cứu vợ của mình anh ta có thể làm tất cả mọi thứ bất kể đúng sai. Lúc này tên thuật sĩ bất ngờ xuất hiện phía sau người vợ, hắn làm phép khiến cô không thể cử động rồi đổ toàn bộ lọ thuốc vào miệng của cô. Người chồng cứ tưởng vợ mình đã được cứu nhưng kết quả cô ấy lại biến thành chất lỏng ngay trước mặt anh ta. Đến bây giờ người chồng mới hiểu bản thân đã bị tên thuật sĩ lợi dụng hắn chỉ muốn tìm người để thử nghiệm thuốc của mình mà thôi. Khi người chồng biết được sự thật thì tất cả đã quá muộn. Bởi vì người chồng đã sát hại quá nhiều mèo nên sau đó anh ta cũng bị vua mèo trừng phạt. Linh hồn hai vợ chồng và những con mèo xấu số không thể siêu thoát đã trở thành ấy vật. Linh hồn của mọi sinh vật đều sẽ quay về vòng luân hồi nhưng hai vợ chồng và lũ mèo lại bị nguyền quên mất cách để trở về vậy nên chi xe chỉ có thể giải thoát bọn họ bằng cách thanh tẩy uế vật và hủy diệt chúng nó vua mèo muli sẽ đích thân tiễn bọn họ đoạn đường cuối cùng bởi vì đây đã là mạng thứ chín của nó để tất cả trở lại vòng luân hồi yêu tinh bắt đầu dẫn lối chỉ đường cho những linh hồn bị mắc kẹt ở nơi này vạn vật tự nhiên tự như mầm hoa tiếp đất bén dễ rồi đâm chồi theo làn gió bay đến nơi mà chúng cần phải đến nhưng cho dù là nơi nào thì chỉ cần tìm được đúng người đúng thời điểm thì chắc chắn hoa sẽ nở lần đầu tiên làm phép của chi xe đã thành công ngoài mong đợi Thuật sĩ Mikhail và đồ đệ Alice thấy vậy cũng lặng lẽ chim én, vì một lý do nào đó Mikhail vô cùng căm ghét giới pháp sư. Cái kết của một đêm làm việc quá sức là Chi Xe đã ngủ ly bì suốt mấy ngày. Suốt thời gian đó Elias luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Chi Xe, đôi khi cha xứ Simon cũng đến thăm cô ấy. Lúc này ở trong rừng có một nhóm người đang tiến về phía bọn họ. Cô gái ngồi trên lưng ngựa chính là nữ vương yêu tinh Titania. Nghe nói nữ vương đã có chồng, nhưng chồng của cô hơi nhiều chuyện nên nữ vương không cho đi theo. Không biết vì sao nữ vương rất ghét mấy tên cha xứ đến từ nhà thờ nên cô ấy đã búng một tay nhẹ cho Simon tẩu lượn trong một nốt nhạc. Lúc này chồng của nữ vương đang ngồi ngắm chi xe. Thanh niên làm mên nhà ta hơi bị khó chịu rồi đấy đã có vợ rồi thì né ra đi ông cháu. Vua yêu tinh còn muốn cà khịa anh pháp sư đã bị vợ túng tóc lùi lại, mấy nghìn tuổi mà vẫn như cái thằng trẻ trâu vậy đó. Tiếp theo vua yêu tinh bắt đầu vận dụng sức mạnh của thiên nhiên để giúp chi xe khôi phục pháp lực chi xe vừa tỉnh dậy thì đập vào mắt là một thanh niên mọc sừng cùng với nụ cười thân thiện cũng may là thấy elias nên cô lập tức chạy đến bên cạnh còn tưởng đâu gặp phải thằng biến thái nữa chứ nữ vương có ông chồng chán chẳng muốn nói vua yêu tinh bắt đầu vận hỏi chi xe đủ thứ bao giờ thì hai người cưới nhau và muốn có mấy đứa con bà vợ kiểu muốn đội quần luôn tại chỗ thế là nữ vương đành phải thả chó ra cắn ông chồng lắm mồm đang yên đang lành lại nhắc đến chuyện kết hôn sinh con làm hai anh chị tự nhiên xấu hổ ngang u là trời đã nghiện lại còn ngại Cuối cùng vợ chồng nữ vương tạm biệt Elias và chi xe. Còn Simon bị nữ vương làm phép mãi mới tìm thấy đường về. Anh ta không thể ăn trực ở nhà của Elias vì trời sắp tối nên cũng phải rời đi. Lúc này chỉ còn lại anh Pháp Sư và cô dâu. Kể từ hôm nay bọn họ đã quyết định tin tưởng đối phương và luôn ở bên nhau. Ở một nơi khác Mi Khai đang bị tên thuật sĩ đầu bạc đe dọa. Có vẻ như hắn ta muốn ép Mi Khai phải làm cho mình một chuyện gì đó. Thời gian gần đây Chi Xe đang học cách điều chế mai thúy à nhầm điều chế dược liệu. Kể từ khi chi xe phát hiện sự thật về Sli begi Elias đã chính thức truyền cho cô cách sử dụng phép thuật và kinh nghiệm chế thuốc. Có một số loài thảo dược vừa là thuốc bổ nhưng cũng có thể là thuốc độc nếu như pháp sư không biết cách điều chế. Ngày hôm nay, nhà thờ đã nhờ Elias điều tra một con chó đen. Gần đây mọi người thấy nó thường xuyên làng vảng ở khu nghĩa địa của nhà thờ. Trên đường, Elias đã tặng cho chi xe một món quà đó là một chiếc nhẫn pháp khi được Angelica chế tạo. Nó có khả năng hạn chế sự sản sinh pháp lực không cần thiết. Nếu như chi xe đeo chiếc nhẫn này vào nó sẽ giúp cô kiểm soát pháp lực của mình tốt hơn cơ mà đeo vào ngón áp út thì hơi bị giống nhẫn cưới luôn á. Đến nhà thờ hai người gặp phải một vụ án mạng, trên người nạn nhân có rất nhiều vết cắn và cào xé của thú dữ. Trong lúc đi tìm quản lý của nhà thờ Elias đã nhắc nhở chi xe không được hành động khinh suất. Chi xe đến nghĩa địa vì cảm thấy nơi này có điểm xấu và kết quả là cô ấy đã gặp phải một con quái vật với quả mặt nạ hacker của mấy cháu tiểu học. Trong lúc nguy hiểm có một thanh niên tóc đen đã đưa tay bóp nát mặt nạ của quái vật để giải cứu chi xe sau đó cả người anh ta đột nhiên gục xuống vì kiệt sức trên tay của anh ta chi xe thấy được những vết thương giống hệt với nạn nhân đã bị sát hại lúc này bàn tay của anh ta bắt đầu biến đổi thì ra đối phương chính là con chó đen trong nghĩa địa mà nhà thờ đã từng nhắc đến con chó muốn đi tìm một người nào đó tên là isabel khi xa phát hiện cơ thể của con chó cũng có vết cắn chứng tỏ nó không phải là hung thủ giết người lúc này alice bất ngờ xuất hiện muốn mang con chó đi chi xe lập tức lấy thuốc trong túi tạt vào mặt đối phương khiến cô ta bất tỉnh dược liệu điều chế thất bại vẫn có thể dùng làm thuốc mê ở trong giấc mơ con chó đã gặp lại cô bé tên là isabel chisa đã đốt lư trầm để giúp nó tỉnh lại con chó tiết lộ isabel là em gái của mình isabel có mái tóc màu đỏ rực như ánh hoàng hôn và màu mắt xanh biếc như lá non mỗi độ xuân về tuy nhiên cô bé đã không còn nữa alice cũng nhanh chóng tỉnh dậy nhưng cô ta lại không thể làm gì vì hai tay đã bị trói bằng dây thừng chia xe hỏi alice vì sao cô ta lại muốn bắt anh chó đen thì ra Alice cần chó đen để làm nguyên liệu chế tạo Chimera, một sinh vật được lai từ hai loài động vật khác nhau bằng pháp thuật. Alice làm tất cả đều là vì sư phụ của mình. Theo lời kể của cô ta thì một tên thuật sĩ đầu bạc đã chặt tay của Mi Khai để ép anh ta phải đi thu thập nguyên liệu cho hắn. Và tên thuật sĩ đó cũng chính là kẻ đã thả Chimera vào lãnh địa của nhân loại để tàn sát con người. Alice bắt đầu miêu tả lại hình dạng của hắn thì chi xe đột nhiên đẩy cô ta ngã xuống đất. Sau đó chi xe đã bị tấn công bởi con Chimera của tên thuật sĩ đầu bạc chứng kiến cảnh tượng chi xe gục ngã trong vũng máu trong cơn phẫn nộ tột cùng anh ấy đã hóa thành một con quái vật to lớn đáng sợ với ánh mắt tràn đầy sắc khí elias lập tức xông lên điên cuồng cắn xe con chimera điều may mắn là chi xe chỉ bị thương vẫn còn sống lúc này elias đã thành công xin nhẹ cái đầu của quái vật lai bọ ngược mi bất ngờ xuất hiện phía sau móc lốp tên thuật sĩ bằng một viên đạn phép ngăn chặn quá trình tái sinh nhìn thấy chi xe còn sống trong lòng elias rất vui mừng Vợ chồng người ta đang tình cảm thì anh chó đột nhiên tiến lại túm lấy tay áo của chi xe. Còn Alice thì bị Mi khai gõ cho to đầu vì cái tội giấu sư phụ tự ý hành động một mình. Cơ mà sau khi bị hét sót bằng một viên đạn ma thuật thì bằng cách nào đó tên thuật sĩ đầu bạc vẫn chưa đắp chiếu. Hắn vẫn còn một con chimera nữa không ngờ cái đầu của nó lại được cấy ghép từ xác của người em gái đã qua đời của anh chó. Chứng kiến cảnh này khiến cho chi xe vô cùng tức giận, pháp lực của cô bắt đầu mất kiểm soát. Tuy nhiên một ngọn tia lửa xanh đã ngăn cản điều đó, người vừa ra tay đang cưỡi lên đầu lên cổ Alice. Elias giới thiệu thân phận của đối phương là Win Orvip, một loại yêu tinh lửa xanh sống trong nghĩa địa và rừng rậm chuyên dẫn dụ để người ta lạc lối. Ông ta còn nhận ra thân phận thật sự của anh chó. Anh chó tên là Rút, một con hắc yêu khuyển có nhiệm vụ canh giữ cánh cửa địa ngục. Sau khi biến hình Rút đã nói mình muốn được làm sử ma của Chi Xe, đó là một sự liên kết ràng buộc nếu như Chi Xe chết thì anh ấy cũng sẽ chết theo. Chi Xe đồng ý và sau khi lấy máu trên tay của Chi Xe để hoàn thành nghi thức huyết khế thì Hắc Yêu Huyền Địa Ngục đã chính thức trở thành sử ma của cô ấy. Sau đó rút sông lên tiêu diệt con Chimera thứ hai của tên thuật sĩ để em gái của mình được an nghỉ đối với cô ấy chính là sự giải thoát. Thấy vậy tên thuật sĩ quyết định chim én, mọi người gọi hắn là Cataphilus nhưng hắn lại tự xưng mình là Joseph. Thời gian sau cuộc sống trở lại bình thường, từ khi được nhận nuôi thì Ruth đã không còn là một sát boy nữa cơ mà trận chiến đã kết thúc được hai tuần rồi mà elias vẫn luôn tự nhốt mình ở trong phòng không chịu ra ngoài có lẽ là hậu quả của việc biến hình siêu đã đưa áo khoác cùng với một ít tiền tiêu vặt cho chi xe rồi đẩy cô ra khỏi nhà để cô ra ngoài chơi cho đỡ buồn đúng là cô hầu gái tâm lý trên đường chi xe tình cờ gặp gỡ angelica và thế là hai người đã rủ nhau bắt xe lên thành phố để giải ngố rút tiết lộ gần đây chi xe thường xuyên buồn ngủ do sử dụng pháp lực quá nhiều Angelica liền búng vào chán chi xe một cái đau vãi nổi và dặn cô ấy muốn là gì thì làm nhưng điều quan trọng là phải biết tự chăm sóc bản thân. Chiều tối sau khi tiến Angelica lên xe khách chi xe đã trở về nhà. Thấy căn phòng của Elias vẫn chưa chịu mở cửa nên chi xe đã quyết định tiến vào xem xét tình hình. Chi xe lập tức bị Elias đẩy ngã xuống đất. Thì ra lý do Elias tự nhốt mình ở trong phòng là vì anh ấy không thể kiểm soát cơ thể. Cơ mà Elias cũng không dám làm liều bởi em hầu gái đã thủ sẵn hàng nóng trong tay sáng hôm sau tỉnh lại chi xe phát hiện elias đã rời đi và chỉ để lại một bức thư ở trong phòng chi xe đã đi tìm khắp mọi nơi nhưng vẫn không thấy chi xe đành phải đến nhà thơ để hỏi simon nhưng rút khá cảnh giác với anh ta sau khi simon nói rằng mình cũng không biết thì hai người chim én ngay lập tức không một lời chào bọn họ đi tìm elias ở khắp nơi tình cờ đi ngang qua căn nhà của một người đàn ông lớn tuổi chi xe phát hiện ông ấy đang bị ám bởi một con ma cà rồng nhưng điều kỳ lạ là con ma cà rồng này chưa từng hút máu của ông ấy sau đó rút tiếp tục đi tìm Elias còn chi xe đã kiệt sức nên cô đành phải ở lại nhà của ông bác để nghỉ ngơi. Trong một lần vô tình nhìn thấy ông bác thời trẻ trong vườn hoa thì Emma cả rồng đã đổ ngay từ cái nhìn đầu tiên. Đúng là cái thứ mê trai mà. Nhờ có sự xuất hiện của chi xe thì ngày hôm nay ông ấy mới có thể thấy được bóng hình của nữ ma cà rồng một cách mơ hồ. Một thời gian sau chi xe và rút đã tìm được Elias lúc này anh mê nhà ta đang ngâm mình trong hồ nước. Kết quả là người ta lo lắng vất vả cả ngày để đi tìm nóc nhà đã căng quay mặt đi không thèm nói chuyện. Đột nhiên một cái gì đó bất ngờ rơi trúng đầu của Elias, thì ra con nhỏ này là sử ma của Lindell. Gần đây Lindell nghe tin chi xe đang gặp rắc rối khi sử dụng phép thuật nên muốn làm cho cô ấy một chiếc đũa phép. Buổi sáng siêu Khi dậy thật sớm chuẩn bị đồ ăn cho chi xe mang theo. Chi xe và rút sẽ bay tới vương quốc rồng còn Elias phải ở lại nơi này để trong nhà. Sau đó em sử ma bắt đầu điều khiển con rồng tổ lái với tốc độ bàn thờ. Chỉ trong một thời gian ngắn mọi người đã đáp xuống địa bàn của Lindell. Linh đeo đi nấu bữa tối còn đưa cho Chi xe một cái cưa và bảo cô đốn củi để làm đũa, được người ta mời ăn bữa cơm mà vất vả thực sự luôn á. Kết quả buổi tối Linh đeo lại nấu món súp thịt hầm rau củ và hai người ăn súp bằng thìa. Thế thì cần đỡ làm cái mẹ gì vậy anh dai? Ăn xong Linh đeo bắt đầu kể cho Chi xe một câu chuyện. Từ thở sơ khai khi thế giới còn tăm tối, các pháp sư đã nhận ra họ không giống với những người bình thường. Pháp sư có nhiều khả năng đặc biệt cùng với tuổi thọ kéo dài bất thường các pháp sư luôn muốn đi tìm kiếm sự thật về sứ mệnh mà bọn họ phải gánh vác. Lindel nhớ lại cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa mình và Elias. Khi đó Elias đang đi lang thang một mình trong bão tuyết đã đói đến mức ngất xỉu. Lindel đã cứu Elias còn cho đồ ăn nóng hổi để xua tan cơn đói và giá lạnh. Elias tiết lộ bản thân cũng không biết mình là ai, đến khi nhận thức được thì anh ấy đã ở trong khu rừng này rồi. Lindel muốn đưa Elias đến chỗ sư phụ của mình. Một nữ pháp sư thông tuệ đã sống hàng trăm năm, tên của bà ấy là Raab. Raab thấy Elias to lớn không vừa cánh cửa nên đã bảo anh biến nhỏ lại nào ngờ Elias biến nhỏ được luôn hơn nữa bộ dạng còn rất là cute nữa chứ. Tuy nhiên ngay cả Raab cũng không biết Elias là sinh vật gì, anh vừa giống tinh linh vừa giống yêu tinh nhưng cũng có một chút con người. Cơ mà quả tạo hình Elias nhìn cương hết mức làm Raab chỉ muốn bắt về nhà để nuôi. Raab đã tặng sợi dây chuyền của mình cho Elias, từ đó bà ấy với Lindell đã trở thành người thân rất quan trọng với anh. Cuộc sống mỗi ngày trôi qua rất vui vẻ. Lindel đã dạy cho Elias rất nhiều thứ như trượt tuyết, câu cá, ngắm nhìn vẻ đẹp của thiên nhiên hoang dã. Đến mùa đông lương thực khan hiếm, vì kiếm tiền Lindel đã phải tiến vào ngôi làng của con người để chữa bệnh cho một cậu bé đang bị ốm nặng. Nào ngờ cái bóng của Elias lại bị dân làng phát hiện, hai người bị dân làng xem như quái vật ném đá xua đuổi khiến Lindel bị thương chảy máu. Thấy cảnh này Elias nổi giận muốn trừng phạt bọn họ nhưng Lindel đã ngăn cản bởi vì anh ấy không muốn Elias làm hại con người. Elias đã chăm sóc cho Lindel trong khi anh ấy bất tỉnh. Lúc này Elias đang nấu món súp nhớ lại cách Lindell nấu anh ấy đã bắt trước làm theo. Elias đột nhiên tiết lộ một sự thật kinh hoàng trong quá khứ hình như anh ấy đã từng ăn thịt người. Phải chăng Elias là một giống loài ma quỷ cổ xưa nào đó trên trái đất? Cơ mà Lindell cũng không quan tâm đến chuyện này cho lắm miễn sao thằng bạn không nhai đầu mình là được. Mặc dù Elias biết bắt trước cách Lindell nấu ăn nhưng lại nấu siêu giờ không thể nuốt nổi. Sáng hôm sau chi xe đang ngồi trên bờ múc nước suối rửa mặt thì bị đám rồng con báo đời đẩy bà xuống nước. Lindell dùng kéo cắt một ít tóc gáy của chi xe để làm phần lõi của đỗ phép. Phần cán của đỗ phép phải được làm từ những loại gỗ đặc biệt được chọn lựa thật kỹ. Sau đó Lindell đưa cho chi xe một con dao và bảo cô hãy đẽo thanh gỗ thành hình dạng mà cô muốn. Theo truyền thống thì các pháp sư phải tự làm đũ phép của mình và sau đó một tiền bối sẽ giúp họ hoàn thành nó. Đến tối chi xe đã làm xong phần cán. Lindell khen cô lần đầu làm được như vậy đã là rất khá. Sau đó Lin bắt đầu cất tiếng ca khoe giọng hát hay như nuốt đĩa khiến cho những đóa hoa nở rộ và các sinh linh trên đảo cũng phải quẩy theo tiếng nhạc kinh kịch. Ở dưới mặt nước hình ảnh của Elias bất ngờ hiện lên. Thì ra trong tiếng hát của Lindeo còn chứa pháp lực. Nó đã vô tình kích hoạt ma pháp thủy kính giúp Elias và Chisa có thể video call với nhau từ khoảng cách xa. Ngày hôm sau Lin Điêu bắt đầu hoàn thiện đồ phép của Chisa. Anh ấy đã dùng hai viên đá quý nghìn năm dưới đáy hồ để tăng thêm pháp lực cho chiếc đua. Sau khi kết hợp mọi thứ với tóc gái của Chi Xe thì đũa phép đầu tiên của cô ấy đã thức tỉnh sức mạnh bá đạo. Chi Xe chạm tay vào chiếc đũa, khung cảnh xung quanh đột nhiên thay đổi đưa cô ấy tiến vào một thế giới khác và gặp lại Nevin. Cây đũa phép đã trở thành sợi dây liên kết giữa bọn họ bởi vì nó được làm từ cây cổ thụ mọc trên cơ thể Nevin. Nơi này chính là ranh giới cuối cùng, là nơi mà những lữ khách đã kết thúc cuộc hành trình của họ. Nevin nói với Chi Xe cho dù cô có đi đến đâu thì ông ấy cũng sẽ dẫn đường chỉ lối cho cô. Trở lại với thế giới hiện thực, chi xe bắt đầu sử dụng sức mạnh của đũ phép để thi triển ma thuật lần đầu tiên hai viên đá quý tượng trưng cho đôi mắt lập tức bốc lửa một nguồn pháp lực to lớn nhanh chóng bao phủ chi xe đã biến cô trở thành một con chim lửa rất nhanh chim lửa đã đưa chi xe rời khỏi đảo rồng quay lại ngôi nhà ngoại ô trong một nốt nhạc để cho cô ấy trở về bên cạnh anh pháp sư chim này phóng tốc độ bàn thờ còn nhanh hơn cả cưỡi rồng luôn ở trong bếp siêu kỳ đã chuẩn bị một bàn tiệc thịnh soạn để chào đón chi xe món nào món nơi ngon hết nước chấm mọi người lập tức ngồi vào bàn đánh ché nhiệt tình cùng nhau trải qua một bữa tối ấm áp tràn ngập tiếng cười mấy cái con màu trắng này gọi là miên trùng khi mùa đông đến số lượng miên trùng sẽ tăng đột biến vì chúng nó chuyên ăn khí lạnh và mọc lông như cừu lông của chúng được ứng dụng rất nhiều trong ma thuật và chế tạo pháp khí ngoài ra nó còn có thể làm quần áo cho ấm hoặc làm gối nhồi lông sẽ giúp người ta ngủ ngon hơn nói chung có rất nhiều lợi ích nên hai người bắt đầu cạo lông đám miên trùng elias còn nói có một loại miên trùng trông hơi khác và dặn chi xe tuyệt đối không được chạm vào chúng lúc này một cơn gió bất chợt thổi tới quả nhiên con miên trùng không giống bình thường mà elias nhắc tới đã xuất hiện nó lập tức lao đến bám chặt vào người chi xe rút nhanh chóng phu lửa tấn công nó nhưng con miên trùng này lại không sợ lửa thì ra nó chỉ muốn để trứng nên elias cũng không làm hại nó cuối cùng đã thả nó và đứa con rời khỏi nơi này bọn chúng gọi là tuyết trùng trái ngược với miên trùng thì tuyết trùng lại thích ăn khí nóng trong thời kỳ sinh sản bọn chúng luôn cảm thấy đói bụng chi xe đã khỏe lại cô ấy muốn đi ra ngoài nhưng elias đột nhiên giữ tay cô lại và nói không hiểu tại sao lúc vắng Chi xe thì anh cảm thấy lạnh lẽo nhưng khi hai người ở cạnh nhau thì anh lại cảm thấy rất ấm áp. Chi xe cũng thú nhận về việc cô ấy đã nghe Linda kể lại Elias từng ăn thịt người trong quá khứ. Biết được chuyện này, Elias lập tức muốn xóa ký ức của Chi xe nhưng Chi xe không đồng ý. Bởi vì cho dù quá khứ có đen tối đến cỡ nào thì nó vẫn là ký ức của một người vô cùng quan trọng đối với cô ấy. Trong mắt con người Elias chỉ là một con quái vật đáng sợ nhưng trong mắt Chi xe anh ấy luôn bảo vệ và che chở cho cô chi tiết lộ mình đã từng có một gia đình hạnh phúc nhưng sau này bố của cô đã bỏ nhà còn mẹ vì không chịu nổi áp lực nên đã tự tử khi lớn lên chi xe không bao giờ tin vào thứ gọi là gia đình cho tới lúc elias mua chi xe về từ hội đấu giá cô ấy đã học cách sử dụng pháp thuật học cách để trở thành một pháp sư và quen biết thêm rất nhiều người bạn ở bên cạnh elias chi xe cũng cảm nhận được hơi ấm của sự quan tâm cho nên cô ấy cũng rất thích nơi này và không bao giờ muốn rời xa mọi người Elias liền bế chi xe lên và nói mua cô về là điều đúng đắn nhất mà bản thân từng làm. Anh mênh Quách tỉnh mua một được hai vừa có đồ đệ vừa có vợ, lời quá rồi còn gì. Elias còn nói rằng khi nào chi xe cần làm cây đấu phép thứ hai thì anh ấy sẽ giúp đỡ hết mình. Chi xe tình cờ tìm thấy một mảnh giấy trong ngăn tủ đó là thứ mà Alice đã đưa cho cô sau khi mọi người tiêu diệt quái vật Chimera. Nhưng tạm thời chi xe không quan tâm đến chuyện đó. Hiện tại cô chỉ muốn tập trung nghiên cứu pháp thuật để trở thành một pháp sư. Hôm sau Simon đến nhà chơi, cơ mà bệnh ho của Simon lại tái phát nên chi xe đã pha cho anh ta một ít si rô từ hoa cơm cháy để làm dịu cơn đau họng. Simon nhớ lại lần đầu tiên mình và Elias gặp mặt, lúc đó anh ta bị ho và Elias cũng đi lấy thuốc cho anh ta uống giống như bây giờ. Buổi tối hôm đó có một vị khách tìm đến nhà. Elias gọi đối phương là mắt cho, mắt cho là một sinh vật cổ xưa đã sống hàng nghìn năm trên trái đất. Mắt cho nhìn ra chi xe là người phương đông nhưng lại có mắt xanh và tóc đỏ, có thể là cô ấy được di chuyển từ tổ tiên đã từng sinh sống ở đại lục phương tây. mắt cho đột nhiên khoác lên người chi xe một tấm da cáo khiến Elias không kịp ngăn cản. kết quả cô ấy lập tức biến thành một con cáo màu đỏ. mắt cho nói với chi xe đến lúc lên đường rồi vì bây giờ cô đã có được sức mạnh. nơi cuối cùng cô dừng chân chính là miền hoang dã mà cô thuộc về. sau đó chi xe bắt đầu chạy một mạch vào rừng, cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên hùng vĩ. Của... chi xe dừng lại ngắm nhìn bầu trời đầy sao cô nghe thấy âm thanh của thế giới hoang dã đang vẫy gọi chính mình. Tuy nhiên Chi Xe đã không chọn nghe theo tiếng gọi. Chi Xe không muốn rời xa Elias bởi vì cô ghét cái lạnh giá của sự cô đơn. Elias giải thích đây là bộ lông người sói có thể đáp ứng nguyện vọng của người khác cơ mà cái này thì nó lại được làm từ da cáo. Một buổi tối nọ ma cà rồng bất ngờ cầu cứu Chi Xe. Hóa ra tình trạng sức khỏe của ông bác Joel đang ngày càng chuyển biến xấu. Sau khi kiểm tra cơ thể của Joel, mọi người phát hiện thời gian còn lại của ông ấy đã không nhiều mà nguyên nhân dẫn đến điều này là bởi vì Red đã chạm vào Joel. Cô ấy là ma cà rồng thuộc chủng tộc Nanside, giống loài chuyên hút máu đàn ông đổi lại sẽ ban cho bọn họ tài năng. Ted rất quan tâm tới Joel nhưng lại không dám yêu ông bởi vì cách mà Nanside yêu một người chính là ăn mòn sự sống của người đó. Elias đã chuyển sang hình dạng con người và tiết lộ với Joel rằng bệnh viện không thể cứu được ông và ông chỉ còn khoảng một tuần để sống. Nghe vậy Joel cũng không cảm thấy sợ hãi bởi vì ông đã sống một cuộc đời viên mãn chỉ là trong lòng joel vẫn có chút tiếc nuối vì ông không thể gặp lại cô gái trong vườn hoa năm xưa lúc này chi ra chợt nhớ đến một phương thuốc trong sách gọi là thuốc thoa mắt của yêu tinh khi bôi nó lên mắt thì ngay cả một người bình thường cũng có thể nhìn thấy những sinh vật huyền bí như ma cà rồng sau đó chi xe và elias lập tức điều chế thuốc của yêu tinh để hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của joel nhưng cách điều chế cũng không đơn giản đầu tiên cần thả một đồng tiền cổ vào bình nước suối rồi trộn nó với những loài hoa đặc trưng của mùa này Bình nước cần được phơi một đêm dưới ánh trăng rằm, Bốn ngày tiếp theo lần lượt đặt bình nước ở bốn góc đông tây nam bắc để nó hấp thụ tinh hoa của mặt trăng và mặt trời. Chi xe phải canh chừng cái bình cả ngày lẫn đêm mất ăn mất ngủ tuy nhiên tỷ lệ điều chế thành công cũng chỉ có 50%. May mắn công sức của cô ấy đã được đền đáp khi cái bình bắt đầu tỏa ra mùi hương của phúc lành. Đến ngày thứ năm toàn bộ nước và dược liệu trong bình cô đặc thành dạng thuốc. Elias chúc mừng Chi xe đã điều chế thành công thuốc thoa mắt của yêu tinh. Cô ấy lập tức đưa thuốc cho Red. Sau khi bôi thuốc lên mí mắt của Joel cuối cùng ông đã có thể nhìn thấy cô gái trong vườn hoa năm xưa. Joel bắt đầu thổ lộ với Red những lời thật lòng. Tôi đã vô tình bắt gặp em, nhưng dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủ thì cuộc sống của tôi đã hoàn toàn thay đổi không chỉ là những thói quen nữa. Tôi không biết mình sẽ đi về đâu nhưng chắc chắn tôi sẽ tới bên em. Cuối cùng Joel ra đi trong sự mãn nguyện. Sau này Red vẫn sẽ ở lại nơi đây để tiếp tục bảo vệ vườn hoa của ông. Tình yêu của hai người khiến chi xe cảm động rơi nước mắt. Buổi chiều Vua Yêu Tinh đã tới nhà tịch thu bình thuốc thoa mắt bởi vì con người không được phép điều chế thứ này. Nào ngờ chiếc nhẫn trên tay chi xe đột nhiên vỡ nát. Miệng của cô chảy máu nhanh chóng ngã xuống đất, có vẻ như phong ấn của chiếc nhẫn pháp khí đã bị quá tải. Vua Yêu Tinh lập tức đi đường quyền với Elias và nói còn không mau mang cô ấy đến vương quốc yêu tinh chứ ngồi đần mặt ra đấy làm cái méo gì. Sau khi băng qua khu rừng, trước mặt bọn họ chính là một hang đá đang phát sáng, đó chính là lối vào duy nhất của vương quốc yêu tinh bên trong hang động rực rỡ sắc màu như đến từ một chiều không gian khác chi xe đã được cứu chữa bởi một nữ bác sĩ trong tộc yêu tinh hiện tại cô đang ở trong một nơi gọi là tổ kiến nữ bác sĩ tên là san non y thuật của san non rất giỏi bởi vì cô ấy đã từng làm việc trong bệnh viện của con người từ đó san non đã xây dựng bệnh viện của mình trong vương quốc yêu tinh không phải chủng tộc yêu tinh nào cũng bất tử trong số bọn họ cũng có những loài phải trải qua sinh lão bệnh tử như con người và mưu thú tự nhiên có một thanh niên nhân mã chui ra đòi ôm san non Cậu ta chính là chồng của San Non vừa nhìn đã biết ngay người nào mới là nóc nhà. Thực ra thanh niên nhân mã vốn là con người, nhưng người bình thường một khi định cư ở nơi này quá lâu thì bọn họ sẽ dần biến đổi thành một giống loài hoàn toàn khác. Ban đầu San Non lớn lên tại thế giới con người. Tuy nhiên đến một ngày cô phải rời khỏi bởi vì bọn họ đã phát hiện cô không hề già đi. San Non đã chi xe đến một hồ nước, sau đó cô ấy bế chi xe ra giữa hồ vì nguồn nước ở đây có khả năng chữa lành các vết thương ngoài da. Nhưng đúng lúc này chi xe bất ngờ bị san non bóp cổ bằng hai tay muốn nhấn chìm cô xuống đáy xã hội. Chi xe bắt đầu cảm thấy ngạt thở do thiếu dưỡng khí. Trong lúc tâm trí mơ hồ chi xe đã thấy được hình ảnh cô đang bị bóp cổ bởi chính người mẹ của mình. Nhưng ngay sau đó gương mặt của Elias đã hiện lên. Chi xe lập tức tỉnh lại, vươn hai tay lên mặt nước nhanh chóng kéo san non xuống đáy hồ. Hóa ra san non làm tất cả là vì muốn cứu chi xe bằng cách kích thích ý chí sinh tồn của cô ấy. Mỗi sinh vật sống đều có ý chí sinh tồn, chỉ bằng ý niệm muốn sống mà con người ta có thể quay lại dù đã đứng ở trước ngưỡng cửa tử thần. Lúc này ở trong nhà Siuki vẫn đang dọn dẹp nhà cửa để chờ hai người trở về, bên nhà ta có em hầu gái hết nước chấm vừa chăm chỉ vừa dễ thương. Chỉ trong một thời gian ngắn ngôi nhà của Elias đã gọn gàng sạch sẽ không một hạt bụi. Trong quá khứ siêu Siuki vốn là một Banshee, si. Banshee si có nghĩa là thiếu nữ khóc, họ thường bị coi là điềm báo của cái chết. Số phận của Siuki vô cùng bi thảm. Toàn bộ gia tộc của Siuki đã bị kẻ thù tàn sát chỉ còn lại một mình cô ấy may mắn sống sót. Cho đến một ngày cô ấy gặp được những người canh giữ của Vương quốc Yêu tinh. Dưới ánh trăng nhóm người băng qua cánh rừng và bọn họ đã chỉ đường cho Siuki đến ngôi nhà của Elias. Nhà cửa có thể bị hư hại theo thời gian nhưng gia đình là thứ sẽ tồn tại mãi mãi miễn là nơi đó vẫn còn hơi ấm của tình người. Kể từ đó thiếu nữ than khóc Banshi đã trở thành cô hầu gái Siuki luôn quan tâm và chăm sóc mọi người. Khi những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi xuống thì cũng là lúc Elias mang theo chi xe trở về từ vương quốc yêu tinh. Trong lòng siêu kỳ vô cùng vui mừng, cô lập tức chạy tới ôm lấy chi xe để cảm nhận hơi ấm trên người của đối phương. Tự nhiên thấy mùi bách hợp sao á. Cơ mà nếu là hai chị đẹp thì gấu sảm ủng hộ chơi bia đìa. Sắp đến lễ hội Jun, đó là lễ hội mùa đông của mấy anh châu Âu đã được hợp nhất với lễ Giáng sinh. Hai cô bé vừa rồi được gọi là cặp song sinh của Jun bởi vì năm nào họ cũng tới vào ngày đông chí để báo hiệu thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới. Chisa và Elias đi vào khu rừng trắng xóa ngập trong tuyết. Bọn họ đang chuẩn bị cho một lễ Giáng sinh an lành ở bên người thân và gia đình. Lúc về mọi người còn được tận mắt ngắm nhìn hoàng hôn tuyệt đẹp khi mặt trời bắt đầu khuất bóng trong ánh nắng chiều. Truyền thống ở đây người ta có phong tục hôn nhau trước cửa nên anh Pháp Sư bắt đầu đòi hỏi, cơ mà Chi Xe xấu hổ nên chỉ dám hôn lên chán. Buổi tối Chi Xe đang ngủ ngon thì nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, hóa ra là một con chim đưa thư. Trong thư Alice đã hẹn Chi Xe cùng nhau đi ăn bữa cơm, nhưng sự thật hai người đang bàn nhau không biết mua quà gì tặng cho sư phụ nhân dịp Giáng sinh. Thế là ăn xong hai người bèn đi lượn một vòng quanh thành phố xem có thứ gì hay ho để mua. Sau đó bọn họ lại mua bánh kẹp thịt bò sốt phô mai béo ngậy nóng hổi ăn trong tiết trời xe lạnh ngon nhất cái nách ung thư nách giai đoạn cuối. Chi xe tình cờ gặp một anh shipper nhân mã trên đường. Thuật sĩ như Alice không thể thấy được nhân mã trừ khi bọn họ chủ động giải trừ phép ẩn thân. Anh nhân mã còn cho hai người vài lời khuyên về việc chọn quà. Lúc này có mấy thằng trẻ trâu muốn tìm Alice gây sự đã bị cô ấy tung một cước triệt bộ ấm chén, thấy chi xe có bảo kê nên bọn chúng không dám đụng. Alice kể lại những tên đó là thành viên trong băng nhóm cũ của cô ấy chuyên sử dụng và mua bán mai thúy. Cha mẹ của Alice bị nghiện nặng nên bọn họ đã ép con gái trở thành con nghiện để kiếm tiền. Trong lúc Alice không còn nơi nào để đi thì sư phụ Mikhail đã tìm thấy cô. Sư phụ cho cô chỗ ăn chỗ ở và khi ốm đau sư phụ còn quan tâm chăm sóc cô như người một nhà một ngày nọ Alice đã vô tình triệu hồi một con quỷ độc nhãn trong sách cấm. Kết quả vì cứu cô mà sư phụ đã bị quỷ độc nhãn vuốt má cực mạnh. Kể từ thời khắc ấy trong lòng của Alice đã thề rằng một ngày nào đó cô ấy nhất định sẽ trở thành một thuật sĩ mạnh mẽ để bảo vệ sư phụ của mình. Tuyệt đối không để ông ấy bị thương thêm một lần nào nữa. Không hiểu vì lý do gì mà trước khi hai người chào tạm biệt, Alice đã hỏi thăm chi xe về con chim đưa thư. Buổi tối về nhà chi xe lập tức cúi đầu xin lỗi Elias, hóa ra là cô ấy đi chơi mà không xin phép anh pháp sư. Và để bù đắp lại sai lầm của mình thì Chi Xe đã mua tặng cho Elias một món quà nhân ngày lễ Giáng sinh. Đó là một sợi dây chuyền đá quý có màu sắc vô cùng phù hợp với trang phục tối màu của Elias. Elias cũng có quà tặng cho Chi Xe, là một con gấu bông anh ấy tự tay hoàn thiện từng đường kim mũi chỉ nên Chi Xe rất thích món quà này. Ngoài ra còn có rất nhiều bạn bè đã gửi quà kèm theo lời chúc năm mới đến Chi Xe. Cơ mà món quà cô ấy thích nhất vẫn là con gấu bông mà anh Pháp Sư tặng. Ngày hôm sau có một cậu bé tên là Ethan đã bị mất tích trong rừng. Chị gái của Ethan lập tức thông báo với bố mẹ nhưng điều bất ngờ là bọn họ đã mất đi toàn bộ ký ức về cậu. Buổi sáng thức dậy chi xe phát hiện trên đầu gấu bông mọc rất nhiều hoa, thì ra con gấu này còn có tác dụng hấp thu pháp lực dư thừa của chi xe. Sau đó chi xe bắt đầu mở quà tặng của mọi người. Trong số đó Angelica đã tặng cho chi xe một chiếc vòng tay có khả năng hạn chế pháp lực giúp chi xe không bị rơi vào tình trạng kiệt sức vì quá tải. Sau khi nhận quà chi xe quyết định đến nhà của từng người để cảm ơn và chúc mừng năm mới. Vừa mới ra đường chi xe đã đụng phải một cô bé tóc vàng đang đi tìm em trai bị mất tích, cô bé tên là Stella. Stella bắt đầu kể lại buổi sáng hôm nay mình và em trai đã cãi nhau, cậu bé rất ham chơi cứ muốn đi vào trong rừng khiến Stella tức giận bỏ về nhà. Kết quả khi cô bé quay lại để tìm em trai thì mới phát hiện cậu bé đã không còn ở đó nữa. Nghe vậy Elias liền nhập vào chi xe và nói với Stella, họ sẽ giúp cô bé tìm em trai nhưng khi giúp đỡ con người các pháp sư cần phải nhận được một cái giá tương xứng stella đồng ý chỉ cần tìm được em trai thì cô bé sẽ chấp nhận bất cứ giá nào sau đó chi xe còn đưa cho stella một bông hoa phòng khi cô bé đi lạc trong khu rừng tiếp theo mọi người cùng nhau đi vào rừng để hỏi thăm các sinh vật trong này về một cậu bé bị lạc chi xe tặng mỗi sinh vật một bông hoa được hình thành từ pháp lực dư thừa của cô và bọn chúng sẽ chỉ đường cho cô đi tìm cậu bé thậm chí có một con đòi trả công bằng cách hút máu của cô lý do chi xe làm mọi thứ để giúp stella là bởi vì cô cũng có một đứa em trai tuy nhiên đã nhiều năm trôi qua hai chị em vẫn chưa từng gặp lại cuối cùng tất cả manh mối đều hướng tới một sinh vật cổ xưa, kẻ đó chính là Mắt Cho. Mắt Cho nói rằng Stella đã bỏ rơi em trai mình và tuyên bố không cần cậu bé nữa. Nhưng mỗi lời nói đều có hậu quả khôn lường. Stella đã không thể nhớ được tên của em trai, rất nhanh những ký ức về cậu bé sẽ bị chìm vào quên lãng. Mắt Cho có thể trả em trai lại cho Stella với một điều kiện đó là cô bé phải bỏ ra một cái giá tương xứng. Nếu như chi xe có thể tìm được cậu bé trước trạng vạng thì cô có thể mang cậu bé đi nhưng nếu không tìm được thì cả hai chị em đều sẽ thuộc về hắn. Mắt cho còn nhắc nhở chi xe mùa đông trời tối rất nhanh nên cô không có nhiều thời gian, hãy sử dụng chiếc mũi của thú hoang mà đánh hơi. Tuy nhiên mắt cho chỉ đồng ý để ba người chi xe, giúp và Stella đi tìm cậu bé còn Elias là một pháp sư pháp lực mạnh mẽ nên không được nhúng tay vào chuyện này. Vậy nên ngay từ đầu hắn đã loại Elias ra khỏi cuộc chơi và nhốt anh chung với cậu bé bị mất tích. Elias phải biến thành dạng người để Ethan đỡ sợ, lúc này cậu nhóc nhớ nhà bắt đầu ngồi khóc hu hu. Ethan muốn được về nhà cùng với chị gái và gia đình của cậu, cậu thật sự rất hối hận vì đã không chịu nghe lời chị gái cứ muốn đi vào rừng chơi một mình. lúc này chi xe đã nghĩ ra cách sử dụng bộ lông cáo để hóa thú thành công đánh hơi được vị trí của Elias và Ethan trước khi trời tối. ban đầu hai chị em còn giận dỗi các kiểu, thế nhưng sau khi trải qua tất cả mọi chuyện thì bọn chúng đã quyết định làm lành cùng nhau trở về nhà để đón năm mới. mắt cho đã thua trong vụ cá cược nên hắn phải thả hai chị em rời khỏi khu rừng. cuối cùng bọn chúng đã được đoàn tụ với gia đình của mình. ngày hôm sau Stella lại sang nhà tìm chi xe còn mang một ít bánh ngọt làm quà tặng để cảm ơn mọi người vì đã giúp cô bé tìm được em trai. Chi xe đã rủ Stella lên phòng của mình chơi vừa ăn bánh vừa uống trà tâm sự. Hóa ra đã lâu lắm rồi cô ấy mới có bạn là một người bình thường nên trong lòng Chi xe cảm thấy rất vui vẻ. Nhắc mới nhớ thì Chi xe sắp 16 tuổi rồi cơ mà đây mới là lần đầu tiên cô rủ bạn vào phòng chơi. Buồn thiệt chớ. Lúc này Chi xe nhìn qua cửa sổ thấy Elias muốn đi đâu đó. Elias không nói với mọi người mình đi đâu nên Chi xe lập tức mặc áo ấm vào rồi ra ngoài đuổi theo anh ấy. Elias cũng không dừng lại, con đường phủ tuyết rất khó di chuyển nên chẳng bao lâu chi xe đã thấm mệt và thở dốc. Cô ấy đành phải lấy tấm lông cáo cho người ra và đeo nó lên để hóa thú, quả nhiên việc di chuyển trong tuyết đã dễ dàng hơn rất nhiều. Bất ngờ một thứ gì đó trong bụi cây lao ra tóm lấy chi xe, hóa ra là anh mê nhà ta đang trốn ở bên trong để sưởi ấm. Không hiểu sao khi nghe thấy giọng nói của chi xe và Stella, Elias chợt muốn rời khỏi nhà. Chi Xe nhận ra đó là một loại cảm giác hoang mang lo sợ khi người quan trọng nhất đối với bản thân sắp bỏ rơi chính mình. Cùng thời điểm Stella đang đi dạo với gia đình thì đột nhiên cảm thấy đau đớn, có vẻ như Cataphilus đã làm gì đó với cô bé. Trời đã tối nhưng Chi Xe vẫn chưa thể quay về nhà bởi vì lúc này cô đang bị mắc kẹt với Elias. Chi Xe lập tức nghĩ đến rút, cô nhanh chóng sử dụng đũa phép bắn pháo sáng lên bầu trời để báo hiệu vị trí của mình cho anh chó đen. Được một cô bé trợ giúp bằng cách cho mượn ngọn lửa để soi sáng khu rừng cuối cùng rút đã tìm được bụi cỏ mà hai người đang trú ngụ. Thì ra mê nhà ta đang ghen tị với Stella nên không cho chi xe về nhà chỉ muốn được ở một mình với cô. Thấy Elias vẫn không chịu thả mình rời đi bất đắc dĩ chi xe chỉ đành dùng cái chết để uy hiếp làm cho anh Pháp Sư phải rén ngay lập tức. Sau đó chi xe lại sờ đấu Elias để an ủi, nói rằng cô và Stella chỉ là mối quan hệ bạn bè bình thường. Cuối cùng chi xe còn gả Elias đêm nay chúng ta ngủ chung và thế là Elias hết giận luôn. Mấy ngày sau chi xe lên thành phố để tìm hiệu sách của Angelica, người đàn ông mở cửa tên là David chồng của Angelica. Thì ra kể từ cái đêm hai người ngủ chung Elias đã ngủ ly bì không có dấu hiệu tỉnh lại mà nguyên nhân có lẽ là do tiếng hát du của chi xe. Rất có thể chi xe đã truyền pháp lực vào bài hát vô tình biến nó trở thành một loại bổ chú. Chi xe đến tìm Angelica để xin thuốc giải. Tuy nhiên thời gian gần đây cơ thể của cô ngày càng yếu, đôi khi còn bị ho ra máu. Chi xe về nhà điều chế thuốc sau đó banh mồm anh pháp sư rồi tọng thẳng xuống họng không biết là anh tỉnh vì thuốc hay tỉnh vì thốn. Lúc này ở trên đảo rồng, có hai con rồng con vì mải chơi kết quả bọn chúng đã bị những kẻ săn trộm bắt cóc. Một tên trong đó lập tức bị Lindell móc lốp, tuy nhiên bọn chúng lại có pháp khí dịch chuyển nên Lindell cũng đành bất lực. Hai con rồng được đưa đến phòng thí nghiệm mỗi ngày đều bị tra tấn, mà kẻ chủ mưu đứng sau tất cả chuyện này chính là Cataphilus. Theo lời kể của Mikhail và mấy anh đồng nghiệp cùng chỗ làm thì Cataphilus là một trong những thuật sĩ cổ xưa tồn tại lâu nhất trên trái đất thậm chí người ta cho rằng hắn đã sống qua nhiều thế kỷ và còn sở hữu năng lực trường sinh bất lão lúc này không biết lý do vì sao chi xe đột nhiên xuất hiện ở thủ đô london của anh quốc trên đường chi xe vô tình gặp lại cataphilus điều bất ngờ là hắn không còn dáng vẻ kiêu ngạo như thường ngày mà hiện tại cơ thể của hắn đang phải chịu sự dày vò đau đớn tột cùng hắn nói với chi xe tên thật của mình là joseph máu từ hai mắt của hắn bắt đầu chảy ra khiến chi xe giật mình tỉnh lại thì ra tất cả chỉ là một giấc mơ sau đó chi xe phát hiện bên giường có một cô bé đang ngủ, chính là sử ma của Lindel. Alice tiết lộ có một sự kiện chấn động đã xảy ra. Lúc này tất cả mọi người đều tụ tập đông đủ trong nhà. Một thanh niên bốn mắt bất ngờ áp sát chi xe đã bị Alice đấm không trượt phát nào. Tên của anh ta là Tori, còn anh tóc trắng tên là Adolf. Vài ngày trước có hai con rồng đã bị lũ săn trộm bắt cóc mà kẻ chủ mưu gây ra chuyện này chính là cataphilos Bọn họ tìm đến Elias để nhờ anh hỗ trợ bởi vì Elias có quan hệ rất tốt với vương quốc rồng và anh cũng đã từng chiến đấu Cataphilus. Ban đầu Elias định từ chối bởi vì chuyện này quá nguy hiểm tuy nhiên chi xe lại muốn giải cứu hai con rồng bị bắt cóc. Không còn cách nào khác anh Pháp Sư đành nghe theo ý kiến của nóc nhà, ai rồi cũng phải sợ vợ thôi. Chi xe cho rằng một sinh vật cấp cao như loài rồng chắc chắn sẽ được bán công khai ở đấu giá hội. Sau đó chi xe đã liên lạc với một người quen của mình, anh ta chính là quản lý của phòng đấu giá. Ngày hôm sau mọi người tiến vào đấu giá hội, Quả nhiên danh mục hàng hóa hôm nay có một con rồng. Elias cũng cải trang để hòa nhập vào nơi này. Buổi đấu giá sẽ bắt đầu trong vài phút nữa. Quản lý còn đưa cho Chi xe một số tiền lớn. Thì ra lần trước Chi xe đã tự mình bán thân, vì thế nên cô vừa là món hàng vừa là người bán nên cũng được chia tiền. Lúc này Mi Mikhail hỏi Elias vì sao anh vẫn chưa cho Chi xe biết về học viện. Nơi đó có thể đào tạo Sly Becky trở thành một thuật sĩ tài năng. Nhưng Elias không thích học viện bởi vì những người ở đó chỉ vạch ra một con đường tu luyện và khiến mọi người nghĩ đó là con đường duy nhất. Ví dụ như Mikai không thích làm thuật sĩ nhưng vẫn bị ép phải làm. Elias không muốn chi xe cũng phải làm những điều mà cô ấy không thích. 6 giờ tối buổi đấu giá chính thức bắt đầu, người dẫn chương trình giới thiệu món hàng đầu tiên là một con rồng đến từ phương Bắc xa xôi, có giá khởi điểm là 800.000 bảng Anh. Quản lý tiết lộ người bán con rồng là tên đeo kính đen ngồi ở hàng ghế bên phải, tuy nhiên hắn ta cũng chỉ là trung gian lúc này một giọng nói đột nhiên vang lên trong tai của chi xe chỉ có một mình cô ấy nghe được đối phương muốn hợp tác với chi xe nói rằng cô ta là người có thể đem đến lợi ích lớn nhất cho chi xe cơ mà chiếc lồng giam giữ con rồng bất ngờ xảy ra sự cố khoảng thời gian bị tra tấn cả về tinh thần lẫn thể xác đã khiến con rồng mất đi khống chế lập tức biến thành một con quái vật khổng lồ chỉ có một mình chi xe cảm nhận được nỗi đau của con rồng nó cảm thấy sợ hãi và cam ghét mọi thứ nó đơn giản chỉ là muốn về nhà mà thôi con rồng lập tức phun lửa thiêu cháy đấu giá hội, toàn bộ căn phòng nhanh chóng chìm trong biển lửa. Chi xe cầu xin Elias hãy giúp nó trước khi quá muộn. Elias đã nghĩ ra một kế hoạch. Đầu tiên chi xe cần phải chạm tay trực tiếp vào cơ thể của con rồng thì mới có thể hút pháp lực của nó. Những người khác có nhiệm vụ câu kéo thù hận đánh lạc hướng con rồng. Cuối cùng Elias sẽ hấp thụ toàn bộ số năng lượng đó trước khi cơ thể của chi xe bị quá tải. Lúc này Elias và chi xe đã tiếp cận con rồng con rồng không chịu thua lập tức phá vỡ bức tường để thoát ra ngoài tạo thành một vụ nổ lớn cơ mà chi xe vẫn thành công bám trụ trên lưng rồng cô tháo chiếc vòng tay phong ấn bắt đầu hấp thu toàn bộ pháp lực của con rồng khiến nó bị kiệt sức rơi xuống nước rút lập tức hóa chó nhảy xuống nước để vớt chi xe và con rồng lên bờ đến sáng hôm sau chi xe mới tỉnh lại cô phát hiện chỉ sau một đêm mình đã bị biến thành ero nhưng nó lạ lắm ero lên phun phép Angelica đã đánh chi xe vì tội cứu người bất chấp nguy hiểm và cũng táng cả anh pháp sư vì không biết cách huyền vợ. May mắn là tất cả mọi người đều trở về an toàn. Sau đó Lindell còn gọi video call với chi xe để cảm ơn cô ấy đã giải cứu một trong hai con rồng bị bắt cóc. Lindell tiết lộ chi xe đã bị rơi vào lời nguyền của loài rồng, sớm hay muộn cơ thể cô cũng sẽ bị nó phá hủy. Bệnh cũ còn chưa khỏi hẳn thì lại dính thêm một lời nguyền nữa, chi xe đúng là số nhỏ mà. Thế nhưng cô ấy vẫn luôn tỏ ra lạc quan. Sau đó tất cả mọi người rủ nhau rời khỏi phòng để cho Chi xe nghỉ ngơi. Thực ra trong lòng của Chi xe cũng rất lo lắng cô không biết khi nào thì lời nguyền sẽ phát tác. Chi xe không thích ở mãi một mình trong phòng nên cô ấy đã mặc quần áo ấm ra ngoài đi dạo thưởng thức vẻ đẹp của miền quê vùng ngoại ô. Cơn gió bất chợt thổi đến làm Chi xe bật ngã, nhưng rất nhanh Elias đã xuất hiện bên cạnh để đỡ lấy cô. Sau đó hai người cùng nhau ngồi xuống vừa ngắm cảnh vừa tâm sự. Cuộc sống của bọn họ đã thay đổi kể từ khi gặp gỡ đối phương. Chi xe rất quan tâm đến người khác đôi lúc còn không để ý đến việc bản thân gặp nguy hiểm. Elias lẽ ra có thể ngăn cản Chi xe nhưng lại không làm như vậy vì anh tôn trọng quyết định của Chi xe. Elias không muốn Chi xe tự hủy hoại bản thân bởi vì Chi xe là cô dâu mà anh đã mất tiền để mua về. Vậy nên nếu như lần sau Chi xe muốn làm chuyện gì đó thì cô hãy nói trước với Elias một tiếng. Sau đó một nữ phù thủy tên là Marianne tìm đến nhà, cô ấy chính là người đã nói chuyện với Chi xe ở đấu giá hội. Khi biết Chi Xe bị mắc phải lời nguyền của rồng thì Marianne đã khuyên Chi Xe hãy gia nhập vào tổ chức phù thủy vì những người ở đó có thể giúp cô chữa bệnh tuy nhiên Elias lại không đồng ý. Trước khi rời đi Marianne đã đưa cho Chi Xe một tấm thiệp và nói khi nào cô sẵn sàng thì hãy mở nó ra. Lúc sau Stella tới nhà để đưa cho mọi người thiếp mời sinh nhật, nhắc mới nhớ thì vài hôm nữa cũng đến ngày sinh nhật của Chi Xe. Hiện tại sức khỏe của Chi Xe đang ngày một suy yếu. Elias nói với cô nếu như không còn cách khác thì cô hãy gia nhập hội phù thủy. Thế nhưng bọn họ không biết rằng cuộc nói chuyện đã bị nghe lén và Cataphilus đã biết về lời nguyền của rồng. Buổi tối hai người bắt đầu nằm ngủ, thì ra cách để tiến vào thế giới của phù thủy là thông qua giấc mơ. Ở sâu bên trong khu rừng sương mù, hai người đã gặp được chủ trì hội phù thủy là Philip thế nhưng ngay cả bà ấy cũng không biết cách giải lời nguyền của rồng. Philip đang bị trói buộc bởi một cái cây, lý do Marian muốn chi xe gia nhập hội phù thủy là để cô ấy sử dụng năng lượng rồng giải thoát Philip. Chi xe muốn giúp Philip nhưng bà đã từ chối bởi vì Philip biết rằng nếu như Chi xe làm vậy thì tính mạng của cô cũng sẽ gặp nguy hiểm. Trước khi hai người rời đi, Marian đã đưa cho Elias một mảnh giấy bên trên có ghi dòng chữ, thứ duy nhất có thể thay thế một mạng sống chính là một mạng sống khác. Buổi tối hôm đó, Elias và Ruth đã bí mật bàn bạc với nhau cả đêm, bọn họ đã nghĩ ra một kế hoạch điên rồ để cứu mạng Chi xe. Bằng cách dùng một mạng sống khác để thế chỗ cô ấy và người được chọn không ai khác chính là Stella. Lúc này Chi Xe vẫn ở nhà chăm sóc con rồng, sức khỏe của nó đang dần hồi phục. Cô ấy không hề biết rằng vì cứu mình mà Elias và Rút đã quyết định hy sinh tính mạng của người vô tội. Tuy nhiên Chi Xe vẫn cảm giác được bọn họ đang che giấu một điều gì đó không muốn cho cô biết. Ở một nơi khác Elias và Rút bắt đầu hành động vì cơ thể của Chi Xe không thể kéo dài thêm được nữa. Elias đưa Stella về nhà. Anh nói lời xin lỗi với Chi Xe rồi sử dụng phép thuật khiến cô bị bất tỉnh. May mắn là Nervin đã xuất hiện để giúp Chi Xe. Novin tiết lộ sự thật ông chỉ là ký ức mà Chi Xe luôn cất giữ trong lòng. Chính cô mới là người đang dẫn dắt bản thân. Điều quan trọng là cô cần biết mình sẽ phải làm gì. Sau đó Chi Xe đã dùng một viên đá sắc nhọn đâm vào đùi của mình. Cơn đau lập tức khiến cô tỉnh táo rất nhiều. Chi Xe phải mau chóng ngăn chặn kế hoạch của Elias và rút trước khi quá muộn. Nào ngờ cô bé này lại không phải Stella. Thực chất đối phương chính là Catafilus đóng giả. Thấy Chi Xe xông vào phòng hắn ta lập tức giả vờ yếu đuối đáng thương khiến Chi Xe bị cú lửa cực mạnh. Elias giải thích đó không phải là Stella nhưng chi xe không tin. Cô còn cấm Elias và giúp không được phép đuổi theo Stella. Nhớ lại những chuyện mà Elias sắp làm với một cô bé vô tội. Chi xe nổi giận đấm anh một cú thật mạnh rồi chạy ra ngoài đường để tìm Stella. Tuy nhiên lúc này chi xe đã nhìn thấy một hiện tượng lạ. Thân phận của Cataphilus lập tức bị bại lộ. Hắn dùng tính mạng của Stella để uy hiếp chi xe bắt cô phải đi theo hắn không còn cách nào khác cô đành phải đồng ý. Hắn nhanh chóng kích hoạt pháp khí dịch chuyển, Chise xe và stella bị đưa đến phòng thí nghiệm của Cataphilus. Chise xe phát hiện bên trong chiếc lồng sắt đang giam giữ con rồng còn lại Cataphilus tiết lộ bản thân hắn bị sáng lời nguyền bất tử còn chia xe thì dính phải lời nguyền chết chóc vì vậy hắn muốn hai người cháu đổi lời nguyền cho nhau và chia xe sẽ phải chuyển cánh tay trái của cô sang cho hắn hiện tại hắn ta đang nắm giữ con tin là stella nên chia xe không dám phản kháng cuối cùng cô ấy chỉ còn cách chấp nhận điều kiện đầu tiên hắn tự tay móc con mắt bên trái của mình sau đó hắn lại tiếp tục đưa tay móc mắt bên trái của chi xe để hai người đổi mắt cho nhau hắn tạm thời bỏ qua chi xe đến khi nào lời nguyền thầm thấm thì hắn sẽ lấy nốt cánh tay trái của cô thông qua con mắt của Philus, chi xe đột nhiên phát hiện cô ấy có thể quan sát quá khứ của mình khi đó mẹ và em trai của chi xe vẫn còn ở nhà mẹ của cô từng rất hiền lành lúc nào bà cũng tươi cười một cách hạnh phúc buổi tối khi bố của chi xe trở về sau một ngày làm việc mệt mỏi cả nhà lại cùng nhau ngồi ăn bữa cơm gia đình Ngày nghỉ cuối tuần bọn họ cùng nhau đi chơi công viên, nghĩ lại khoảng thời gian đó quả thật vô cùng vui vẻ. Lúc này một bóng đen bất ngờ xuất hiện, tuy nó trông rất giống Cataphilus nhưng nó chỉ là một mảnh vỡ đã bị tách rời khỏi bản thể. Chi xe muốn đưa tay chạm vào nó nhưng nó đã ngăn lại và nói rằng cô không nên chạm vào nó cho đến khi cô có được quyết tâm, nói xong thì nó biến mất. Quá khứ lại tiếp tục, vào một đêm nọ bố của Chi xe đã mang đứa con trai rời khỏi nhà. Chi xe vẫn còn nhớ rất rõ cái đêm định mệnh đó bởi vì bố và em trai của cô ấy đã không bao giờ quay trở lại. Từ đó tất cả gánh nặng trong nhà đều dồn lên vai một người phụ nữ, mỗi ngày mẹ của Chi xe đều phải làm việc vất vả từ sáng sớm đến khi trời tối mới được nghỉ ngơi. Vì trách nhiệm của một người mẹ bà đã cố gắng vượt qua tất cả, bản thân luôn phải tỏ ra mạnh mẽ để bảo vệ con gái và gánh vác gia đình. Tuy nhiên tinh thần và cơ thể của người phụ nữ nhanh chóng kiệt quệ trước những áp lực khổng lồ. Bà ấy bỗng nhiên nhận ra một điều, nếu như không có con gái thì mọi chuyện đã dễ dàng hơn rất nhiều, suy nghĩ đó liên tục ăn mòn tâm trí người mẹ. Trong cơn điên loạn mẹ của Chi Xe đã tự tay bóc cổ con của mình, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc. May mắn là vào thời khắc quan trọng người mẹ đã lấy lại lý trí, bà nhận ra những việc mình vừa mới làm không thể tha thứ. Sau đó bà trèo lên ban công ngoài cửa sổ nói với Chi Xe, mẹ xin lỗi con. Lúc này bóng ma của người mẹ hiện về đưa hai bàn tay lạnh lẽo bóp lấy cổ của Chi Xe. Nhưng Chi Xe không cảm thấy sợ hãi bởi vì cô ấy đã nhận ra đối phương chỉ là người mẹ tồn tại trong tiềm thức của mình mà thôi hiện tại chi xe có những người bạn luôn quan tâm đến mình nên cô ấy đã sớm quên đi quá khứ chi xe nghĩ đến những khoảnh khắc vui vẻ bên gia đình sự cố gắng nỗ lực cuối cùng của mẹ họ đã có rất nhiều kỷ niệm đẹp nhưng từ giờ phút này chi xe sẽ không bao giờ nghĩ đến chúng nữa chi xe không tha thứ cho mẹ vì đã bỏ cô lại một mình nhưng cô luôn biết ơn mẹ vì bà ấy đã cố gắng chi xe đã học được cách buông bỏ quá khứ để tiếp tục sống khung cảnh thay đổi mảnh vỡ lại xuất hiện trước mặt chi xe nó tiết lộ bản thân chính là lời nguyền khiến catafilus bất tử Hắn đã cấy nó vào trong cơ thể của Chi Xe nên cô sẽ phải chấp nhận nó. Nó chỉ muốn Chi Xe hoàn thành một nguyện vọng. Lúc này trên bàn phẫu thuật Chi Xe bất ngờ tỉnh lại khống chế Cataphilus. Thì ra mảnh vỡ đã nhờ Chi Xe giải thoát cho những linh hồn bị mắc kẹt bên trong cơ thể của hắn đang phải gánh chịu đau đớn dày vò. Ở một nơi khác Elias đang không ngừng tìm kiếm Chi Xe, mỗi nơi mà anh đi qua đều mang đến sự hủy diệt và chết chóc. Những người bảo vệ của vương quốc yêu tinh đã khống chế Elias không để anh làm vấy bẩn khu rừng. Nữ hoàng yêu tinh khuyên Elias nên nghỉ ngơi dưỡng sức, bọn họ sẽ đi tìm và mang chi xe về cho anh. Nhưng Elias biết rằng lúc này chi xe đang rất cần mình cho nên anh ấy không được phép dừng lại. Elias đã nhờ nữ hoàng yêu tinh giúp đỡ. Toàn bộ cành cây trong khu rừng này đều được cô ấy liên kết với nữ thần chiến tranh Morrigan trong văn hóa của người châu Âu cổ đại. Sau đó nữ hoàng yêu tinh bắt đầu check map quét hình toàn bản đồ để dò tìm vị trí của chi xe. Cùng thời điểm chủ trì Philip của hội phù thủy đã đến nhà Marianne thì ra Philip đã biết chuyện cô ta đưa mảnh giấy cho Elias. Từ nhỏ Philip đã dạy Marianne không bao giờ được làm hại người khác. Marian quyết định đi cứu chi xe để sửa chữa sai lầm của mình. Lúc này mắt trái của chi xe lại nhìn thấy quá khứ của Cataphilus khi đó tên của hắn là Joseph. Joseph sống một mình trong khu nghĩa địa. Cậu bị dân làng kỳ thị vì bọn họ nghe đồn cậu là phù thủy biết nói chuyện với người chết. Một ngày nọ Joseph nghe thấy tiếng cầu cứu vọng lên từ dưới lòng đất cậu đã cứu được một người đàn ông bị thương rất nặng, tên của anh ta là Cataphilus. Mỗi ngày cậu đều chăm chỉ làm việc kiếm tiền để mua thức ăn và thuốc chữa bệnh cho anh ta. Cậu đã coi anh ta là người bạn duy nhất của mình. Chỉ mong một ngày nào đó hai người có thể cùng nhau rời khỏi ngôi làng này đi tìm kiếm cuộc sống mới. Thế nhưng cậu đã tìm đủ tất cả mọi cách mà anh ta vẫn không khỏi bệnh. Cuối cùng cậu đã nghĩ ra một cách. Đó là bọn họ sẽ hợp nhất với nhau và trở thành một người. Tuy nhiên Joseph đã sai lầm. Khi mà hai người trở thành một thì cũng là lúc những cơn đau xuất hiện cậu ta phải sát hại người vô tội và chiếm đoạt bộ phận trên cơ thể của bọn họ thì cơn đau mới dừng lại thể xác của cậu ta đã bị hành hạ trong suốt nhiều năm trời mãi đến sau này cậu ta mới biết được Catafilus chính là kẻ đã ném đá vào Chúa Giêsu nên hắn mới bị nguyền rủa. Thấy Chi Xe nhìn mình bằng ánh mắt thương hại, thanh niên cây cú định tung chiêu cơ mà hiện tại Chi Xe đã là top một Eron xe vừa châu Âu. Đúng lúc này anh pháp sư mang bộc phá đi rừng bất ngờ xuất hiện ganh top liên tục tạo áp lực. Joseph rơi vào thế yếu đành phải gọi thêm mấy con pet của mình. Cơ mà tim pháp sư quá đông và mau chó nên tim bạn liên tục bị ăn hành thay cơm, mấy anh tuyên bố bọn này tuổi con ngan con. Thấy Joseph muốn chim én, chi xe và rút lập tức đuổi theo. Phía sau bức tường là khung cảnh thành phố bị bao phủ trong sương mù tại đây chi xe đã gặp lại nữ phù thủy Marianne. Lúc này Joseph đã quyết định dừng lại đợi chi xe. Khi cả hai đang chuẩn bị combat thì mắt cho bất ngờ xuất hiện. Joseph nhân cơ hội triệu hồi đàn giết tấn công chi xe thế nhưng trong lúc huy cấp Elias và rút đã có mặt kịp thời phun lửa thiêu cháy bọn chúng anh pháp sư nổi giận lập tức trả thù cho vợ cân hai cùng một lúc rất nhanh đã xin nhẹ cái đầu của mắt cho chi xe và rút khống chế joseph để hắn xuống đất hắn đã làm chi xe bị thương trong lúc giao tranh cuối cùng bị anh chó lấy đi một pha sau đó chi xe bắt đầu kích hoạt năng lực của sleebecky hấp thu toàn bộ pháp lực bên trong cơ thể của hắn lúc này joseph đã không còn cảm thấy đau đớn nữa chi xe cất tiếng hát du giúp hắn tiến vào mộng đẹp cuối cùng joseph cũng có được một giấc ngủ bình yên sau hàng thế kỷ bị tra tấn và hành hạ cuộc chiến đến đây là kết thúc. Anh Pháp sư đưa vợ về nhà kết quả vẫn bị vợ chửi như tất nước vì tội suýt nữa đã làm hại Stella, mặt anh chó kiểu may mà mình không lấy vợ. Nóc nhà nói một là một mà nói hai là hai cấm được cãi. Thanh niên Joseph vẫn còn sống tuy nhiên hắn sẽ bị Elias giam giữ trong vài thế kỷ tới. Câu chuyện anh Pháp sư đi mua vợ đã kết thúc happy ending bằng một đám cưới viên mãn. Nếu thấy video hay mọi người hãy like để ủng hộ gấu xàm nhé.